có lần tin mùa. Chào chị ba. Nay anh Nhật Minh không đi chung với mình ha chị ba hả? Dạ. Sau đó không có lại đây mà. Dạ thôi mình ra ngoài đón nghệ sĩ tiếp đi ha. Dạ chị ba hát cho chị ba nha. Dạ tin bình tĩnh. Bà bình tĩnh vừa đến nữa cả nhà. Cô chú anh chị, chị bà bình tĩnh vừa đến nữa cô chú anh chị. Cùng với trợ lý của Má Tư nữa cả nhà. Chú Châu Thanh cũng đến nữa cả nhà. Chú Châu Thanh và chị Ba Bình Tinh đến nè, và cũng rất nhiều nghệ sĩ lớn vô bên trong rồi cô chú anh chị. Buổi lễ hôm nay là rất là nhiều các bà bình tĩnh này cô chú chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn chư tăng, kính thưa các văn nghệ sĩ, kính thưa bà con Phật tử, chân như được sáng trần cao biết bàn có mặt một ngàn sao trường đồng, còn về bóng cô em buồn phúc nhận buồn con đi. Chị ba lần này rất là đậm đà luôn các chú chị ơi. Giữa thiên tử giác hộ trì thế gian, Phật về bản đạo hòa nhà, đề thì họ đề làm than thức trừ, tỳ ni là đổng thủ dư, tín rồng phun nước, phụ từ nơi đây, pháp âm tu trải thiên ngày, qua sen bảy đó xung bày thế gian. Đức Phật sanh ra đời, Ngài đã bước đi trên bảy đống hoa sen và nhẫn giả thi bố, thi thường thiên hạ, biết thiết chúng sanh, sanh lão, bệnh tử. Rồi Ngài tiếp tục cuộc hành trình của mình qua năm hoàng đạo, sáu năm khổ hạnh, và đặc biệt là sau những ngày đi thì mình quyết hội cái Bồ Đề. Đức Phật đã thành đạo quả vô thượng thế hạnh tất giác. Sau khi được đạo quả, bước chân của Đức Phật đã đi khắp nẻo đường xứ ấm, đem lại niềm vui, an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đến năm 80 tuổi, Ngài đã vào tuổi niết bàn thật tịnh, để lại cho nhân thế lòng thương nhớ và thể thiết con người. Hôm nay đây nhằm tưởng nhớ để nhớ lớp cao vời của Đức Phật đã dành cho tất cả chúng ta. Chư tăng và đạo tràng tại xã hội chị chị Hữu Sanh, nhạc sĩ Thâm Liên Pháp Danh Thiện Tâm, nhạc sĩ Thu Nhàn Pháp Danh Dị Lạc và nhạc sĩ Thu Nhật, giáo họ cùng ban văn hóa, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 đồng tổ chức đi qua về kính mừng Phật đản.
và gia đình em để đáp lại sự cống hiến quý báu của các nhạc sĩ công an tổ chức. Và xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Văn Nghệ Pháp Danh Dị Lạc, nhạc sĩ Thanh Liên Pháp Danh Thiện Tâm và nhạc sĩ Minh Ngọc cùng MC đạo diễn nhà báo Thanh Hiền, MC đầu tiên tiến lên sân khấu để thường tòa trưởng ban tổ chức tặng những phần quà và những kỷ niệm. Giai đoạn này xin trân trọng thường tòa đại diện các nhà trưởng. Đang làm lễ để truyền tọa trong buổi lễ Phật đản ngày 21 tháng 5 tại chùa tỉnh Tháp Lộc Biển của đối diện. Kính giới thiệu MC đạo diễn nhà báo Thanh Hiền, Thanh đầu tiên người dẫn chương trình chính cho Liên Văn Nghệ. Thanh cũng đến đâu cô chú nhỉ? Xin mời cho một tràng pháo tay thật lớn. Đạo diễn Thanh đấy. Quý vị, đêm nay chúng ta có mặt ở đây để đến với chương trình văn nghệ rất là ý nghĩa vào những dịp này. Hàng năm cuối tháng 8 vừa qua thì chúng tôi cũng đã đến đây để nhận lời và nhận được sự quý giá của những người các nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có tặng quà vào không khí đúng vào những ngày này. Và đây là một ngày ý nghĩa, do đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự đóng góp của các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và những người nghệ sĩ mà tham dự chương trình chúng ta quý vị đã yêu mến. Bên này là nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, còn bên đây là chị Ba Bình Tinh. Cả nhà xí nói chị không lo sẽ đến ở đây nghe chú chị. Hiện tại bây giờ Tiên Mì xin kết thúc clip ở đây nghe cả nhà. Có những chị lo đấy em sẽ cập nhật tiếp theo cho cả nhà mình xem ha.